Xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu và bên Nguyễn đang đi dạo bộ tại một cái công viên bờ sông khá đẹp. Thì đây là những cái quý 1 năm 2023 phòng viên mình Nguyễn. Dạ. Thì tình hình thì có rất nhiều khách hàng của bên Phước Sửu là đang thắc mắc và đang hỏi ý kiến mình nên chọn cái dự án nào là một cái nơi gọi là có thể là vào ở ngay nè, cơ sở hạ tầng bền vững nè, pháp lý đầy đủ và khu dân cư là đông đúc và đặc biệt là có những cái tiện ích phải là số 1 và để cho quý khách hàng lựa chọn. Thì theo cái đánh giá của bên Nguyễn đã từng là làm tại bất động sản tại khu Nam khá lâu rồi, thì bên Nguyễn sẽ lựa chọn cho khách hàng cái dự án nào để khách hàng có thể là lựa chọn trong thời điểm này? Dạ. Các anh chị thân mến, thì hiện tại là ngày hôm nay cũng đã là ngày 11 tháng 3 năm 2023 rồi. Thời điểm mà hai anh em đang quay một video clip tại một cái vị trí rất là đẹp, khi mà phía bên tay phải là khu vực biệt thự đơn lập với diện tích là 15x20. Tiếp theo là khu vực công viên cảnh quan. Và tiếp theo bên tay trái đây sẽ là cái dòng sông rất là đang trong giai đoạn là nước lên rất là đẹp hiện nay. Thì để mà trả lời cho anh Sửu là một cái câu hỏi là giai đoạn hiện tại thì khách hàng nếu như mà có những cái sự lựa chọn về sản phẩm phân khúc nhà thấp tầng á, thì bên Nguyễn nghĩ là giai đoạn 2022-2023 là giai đoạn mà có rất là nhiều những cái thông tin gọi là không có tốt về thị trường kinh tế cũng như là tác động rất là lớn vào thị trường bất động sản. Tuy nhiên mà các phân khúc sản phẩm mà bên Nguyễn thấy nó rất là ít chịu biến động, đó là phân khúc nhà liền thổ, những cái sản phẩm nhà thấp tầng tại một cái khu đô thị đồng bộ. Yeah. Và tại khu Nam Sài Gòn này với vị trí là cách từ đây đến khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh á, thì chỉ trên một cái trục đường Nguyễn Hữu Thọ thôi, thì dự án J-Guide của chủ đầu tư Z Hàn Quốc hiện tại đang bàn giao 359 sản phẩm thấp tầng với đa dạng loại hình như là shop house, townhouse, rồi biệt thự đơn lập, biệt thự song lập và nhà phố liền kề, rất là nhiều loại hình sản phẩm. Thì chắc chắn thì bên Nguyễn nghĩ là sẽ là một trong những lựa chọn đối với các anh chị khách hàng. Khi mà giai đoạn hiện nay á, thì rõ ràng là cái giá bán đối với sản phẩm thấp tầng thì so với khu đô thị Phú Mỹ Hưng thì những sản phẩm mà 7x18, 7x17 thì giá hiện tại thì theo bên Nguyễn cập nhật tại thị trường khu vực Phú Mỹ Hưng á, thì giá dao động khoảng tầm từ 25 cho đến khoảng tầm là 26 tỷ đối với sản phẩm là nhà đã qua sử dụng rất là nhiều năm rồi tại khu vực Hưng Gia khá là nhiều năm. Thì cái ưu điểm của sản phẩm Z Hàn Quốc này á, đối với cái sản phẩm mà 7x17 thì chúng ta thấy là với giá bán hiện tại thì nó đang dao động khoảng tầm là từ 15 cho đến khoảng 17 tỷ trên một căn. Và chúng ta sống tại khu vực này thì nó rất là đồng bộ về tiện ích, về cảnh quan, về chất lượng sống của cư dân. Và đặc biệt là đây là một cái khu đô thị mới tại khu Nam Sài Gòn, thì chắc chắn là khi mà chúng ta sống ở đây thì sẽ là một trong những cái nơi gọi là có một cái biên độ tăng giá qua thời gian rất là tốt. Bởi vì sắp tới chủ đầu tư sẽ triển khai thêm rất là nhiều những cái sản phẩm, rất là nhiều những cái hạng mục công trình. Thì khi mà chúng ta sở hữu ở đây thì sẽ là một trong những cái nơi vừa an cư mà vừa là đầu tư rất là bền vững anh Sửu. Chính xác các bên Nguyễn. Dạ. Khi nãy là Phước Sửu không rời mắt luôn bên Nguyễn ạ. Mình đi lạc vào một cái xứ sở gọi là khá nhiều cây, giống như một cái cánh rừng gọi là đa màu sắc luôn bên Nguyễn ạ. Không phải là chủ đầu tư nào cũng đưa ra những cái liên kết thiết kế và những cái cảnh quan cực kỳ thú vị như vậy. Yeah. Bởi vì đa số tất cả những chủ đầu tư thì gọi là xây dựng thì tối đa tất cả diện tích, nhưng mà đối với cái chủ đầu tư này thì đâu đâu cũng là cảnh quan hết. Yeah. Đâu đâu cũng là sân vườn hết, và đâu đâu cũng là hệ thống chiếu sáng, rồi công viên, đài phun nước, rồi và mật độ cây xanh gọi là theo như Phước Sửu nhận thấy là 3 tầng luôn bên Nguyễn ạ. Yeah. Tầng thấp và tầng trung và tầng cao như bên Nguyễn nhìn thấy á, thì khá nhiều loại cây xanh giúp cho một cái bầu khí quyển ở đây khá thoáng mát và trong lành ở bên Nguyễn. Yeah. Và đặc biệt là em thấy là với uy tín là một cái chủ đầu tư đã từng gọi là phát triển những cái dự án tại thành phố Hồ Chí Minh, thì em thấy là đây là một chủ đầu tư rất là uy tín, cho nên là được rất là nhiều những cái ngân hàng lớn như là Vietcombank hỗ trợ đồng hành cho khách hàng có nhu cầu chúng ta vay vốn để mà chúng ta sở hữu một căn nhà tại đây. Và em thấy là với lãi suất hiện tại đang cũng khá là ưu đãi đối với khách hàng. Đúng rồi,
Nói đến lãi suất thì BIDV và Vietcombank đang gọi là hỗ trợ lãi suất là gần như là cố định luôn trong suốt thời gian vay là khoảng 10.5 đối với một cái dự án khá hợp lý. Và khi mà quý anh chị sở hữu những cái sản phẩm ngay thời điểm này tại lúc này thì cái giá cả là hiện tại là đang rất là mềm luôn bên Nguyễn. Lý do là do tình hình kinh tế về bất động sản và tất cả một số cũng đang còn khó khăn, và hiện tại một vài cái thông tin nữa là giúp cho cái dự án này có giá tốt là có khá nhiều anh chị đã mua những nhiều sản phẩm từ 3 đến 4 sản phẩm đó bên Nguyễn. Thì bây giờ là phải bán bớt để lại danh mục của mình đúng không ạ? Chính xác, để mình hoàn thiện nội thất và vào ở, nên là có nhiều căn là quý anh chị cũng đang cần bán đó. Thì đây là một cái sự lựa chọn khá hợp lý cho khách hàng luôn bên Nguyễn. Và một cái điều có thể là chắc chắn với các anh chị là khi mà chúng ta đã có một cái nhu cầu muốn chúng ta muốn sở hữu một cái sản phẩm thấp tầng tại khu đô thị Zegai Nhà Bè này, thì chắc chắn là bên Nguyễn và Phước Sửu sẽ là một trong những cái người đồng hành có thể là cung cấp đối với tất cả các anh chị những thông tin rất là chi tiết về sản phẩm và cũng như là giỏ hàng cái sản phẩm tốt nhất để các anh chị có thể lựa chọn trở thành một cái nơi an cư và đầu tư lâu dài cho mình tại Nam Sài Gòn. Chính xác, Phước Sửu và bên Nguyễn đang có một lô hàng khá hợp lý để cho quý chị gọi là chọn lựa căn, có tất cả những cái sản phẩm từ biệt thự, nhà phố, shop house. Dạ đúng rồi. Và có một mức giá khá hợp lý, và đồng thời là có một vài cái căn là có thể là thanh toán dài hạn trong vòng lấy một năm luôn Nguyễn. Để cho quý chị có thể là thông thả về cái dòng tiền. Dạ. Với một cái người đã từng là đồng hành từ dự án từ giai đoạn đầu cho đến khi mà nhận nhà giai đoạn này, và nó trải qua rất là nhiều những cái cung bậc thăng trầm từ lúc mà chọn căn cho đến khách hàng xây dựng rồi đến nhận bàn giao nhà, cho nên là được rất là nhiều anh chị khách hàng tại dự án tin tưởng tại khu Nam Sài Gòn. Cho nên là hy vọng rằng là các anh chị khi mà lựa chọn sản phẩm này được bên Nguyễn và cũng như là Phước Sửu có thể hỗ trợ cung cấp thông tin, thì các anh chị sẽ có thể vững tin hơn để mà chúng ta chọn lựa cho mình một cái sản phẩm an cư lâu dài tại Zegai Nhà Bè. Và bây giờ thì bên Nguyễn và anh Phước Sửu xin chào và hẹn gặp lại ạ.